Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Jura diễn ra có thể coi là khá nhẹ nhàng đối với các loài khủng long. Nó không to lớn như đại diệt chủng cuối kỷ Vermi, không quét sạch hàng loạt như cuối kỷ Trias, nhưng nó cũng lấy đi nhiều loài khủng long, khiến chúng biến mất hoặc suy yếu trong kỷ phấn trắng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành trình chinh phục của loài khủng long, lại là đèn đây. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Jura đã lấy đi một số loài khủng long nổi tiếng. Chúng ta có thể điểm qua một số cái tên sau. Stegosaurus, đây chắc là loài nổi tiếng nhất trong kỷ Jura. Chúng thường bị nhầm lẫn về thời gian sống, bởi vì phim ảnh các thứ thường để chúng sống cùng các loài như khủng long ba sừng Triceratops hay các loài ăn cỏ khác sống vào kỷ phấn trắng. Hóa thạch của chúng được tìm thấy nhiều nhất ở trong kỷ Jura và sang đến đầu kỷ phấn trắng, gần như không còn phát hiện được dấu vết gì về loài này. Tiếp theo là Apatosaurus, hay ngày trước còn gọi là Brontosaurus á, giờ thì cũng bị thay tên đổi họ rồi, là những con khủng long sauropod sống vào kỷ Jura, cũng giống như Stegosaurus, hóa thạch thuộc kỷ Jura. Nhưng đến kỷ phấn trắng, thậm chí loài này không còn cơ hội để lại bất kỳ dấu tích gì của chúng, bởi do kích thước khủng long của mình, chúng trở thành nạn nhân ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt thiên tai. Cuối cùng là các loài khủng long ăn thịt theropod. Những kẻ chuyên săn Stegosaurus và Apatosaurus là Allosaurus. Đến kỷ phấn trắng, chúng không còn cơ hội làm điều đó nữa. Không phải vì hai loài kia tuyệt chủng mà chúng cũng đi theo luôn. Có lẽ chúng vẫn sẽ tiếp tục săn hai loài ăn cỏ này ở thế giới bên kia. Hóa thạch của chúng không còn được phát hiện trong các tầng đất đá của kỷ phấn trắng. Tuy nhiên, dòng dõi của chúng là họ Carnosaur vẫn tồn tại và phát triển. Các loài khủng long đầu tiên đã may mắn sống qua kỷ Tam Điệp nhờ kích thước nhỏ và bộ lông chống lại thời tiết của chúng. Nhưng đến kỷ phấn trắng, khi không còn kẻ nào có thể ngăn cản chúng, khủng long bắt đầu to lớn. Kích thước to lớn. Thực vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nguồn thức ăn, môi trường sống và các yếu tố sinh thái khác, giúp khủng long phát triển đến kích thước khổng lồ. Dưới đây là những khía cạnh chủ chốt về ảnh hưởng của thực vật lên kích thước của khủng long. Nguồn thức ăn dồi dào và đa dạng. Trong kỷ phấn trắng, sự bùng nổ của thực vật hạt kín, tức là mấy cây ăn quả, đã cung cấp một nguồn thức ăn phong phú cho khủng long ăn thực vật. Nguồn thực vật này không chỉ đa dạng về loài, mà còn khác nhau về độ cao, kích thước và hàm lượng dinh dưỡng. Các khu rừng rậm rạp với cây cao, cây bụi, rừng xỉ và cây có hoa đã tạo điều kiện lý tưởng cho các loài khủng long ăn cỏ phát triển mạnh mẽ. Ví dụ, loài Titanosaurus, một trong những sauropod lớn nhất của kỷ phấn trắng, đã phát triển cổ dài và thân hình khổng lồ để ăn các tán cây cao. Nguồn thức ăn phong phú cho phép chúng tiêu thụ lượng thức ăn lớn mỗi ngày để duy trì kích thước đồ sộ. Ngoài ra, loài khủng long như Triceratops với bộ hàm mạnh mẽ và sừng bảo vệ cũng tận dụng các loài thực vật thấp và cây bụi, giúp chúng đạt được kích thước lớn hơn nhờ vào nguồn thức ăn đa dạng. Các loài khủng long như Hadrosaurus, một loài khủng long mỏ vịt phổ biến, có thể phát triển cơ thể lớn hơn nhờ tiếp cận dễ dàng với thực vật thấp và cây bụi. Những loài này di chuyển thành đàn lớn và dựa vào nguồn thực vật phong phú để tồn tại và phát triển. Sự phát triển kích thước của khủng long ăn cỏ cũng tạo áp lực lên các loài khủng long săn mồi. Loài khủng long ăn thịt khổng lồ như bạo chúa T-Rex phải tiến hóa kích thước lớn hơn để có thể săn bắt các loài khủng long ăn cỏ có kích thước lớn như Hadrosaurus hay Triceratops. Thực vật phong phú trong kỷ phấn trắng không chỉ là nguồn thức ăn mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các loài khủng long. Các loài ăn cỏ lớn hơn có lợi thế khi tiếp cận được với các tán cây cao hơn, trong khi các loài nhỏ hơn phải thích nghi với việc ăn các loài cây thấp và cây bụi. Ví dụ loài Iguanodon, với cấu trúc hàm khỏe, đã thích nghi với việc tiêu thụ thực vật thấp. Điều này cho phép nó phát triển lớn mà không cạnh tranh trực tiếp với các loài sauropod cao lớn. Sự cạnh tranh này đã thúc đẩy các loài khủng long tiến hóa để đạt được kích thước và cấu trúc cơ thể phù hợp với nguồn thức ăn có sẵn. Các hệ sinh thái phức tạp trong kỷ phấn trắng, từ rừng rậm cho đến đồng cỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp môi trường sống lý tưởng cho khủng long. Titanosaurus
phát triển mạnh trong các khu rừng nhiệt đới, nơi tán cây cao cung cấp lượng thức ăn dồi dào. Trong khi đó, các loài như Triceratops hay Ankylosaurus lại sinh sống ở các khu vực đồng cỏ và rừng thấp, nơi cây bụi và cỏ là nguồn thực phẩm chính. Hệ sinh thái phong phú này không chỉ cung cấp thức ăn mà còn tạo ra môi trường sống đa dạng, giúp các loài khủng long sinh trưởng và phát triển. Các loài sống thành bầy như Hadrosaurus có thể tìm được nhiều loại thực vật khác nhau, từ đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kích thước và số lượng. Khủng long trong kỳ phấn trắng đẻ trứng ngoài cơ thể. Điều này cho phép chúng sinh ra nhiều con non nhỏ và phát triển nhanh chóng nhờ nguồn thực vật phong phú. Các con non của Titanosaurus hay Iguanodon ban đầu rất nhỏ, nhưng nhờ môi trường giàu dinh dưỡng, chúng phát triển nhanh chóng đến kích thước trưởng thành. Nhờ khả năng đẻ trứng và sự phát triển nhanh chóng của con non, khủng long có thể tăng kích thước mà không bị hạn chế bởi khả năng sinh sản. Điều này giúp các loài khủng long ăn cỏ và ăn thịt duy trì kích thước khổng lồ mà vẫn phát triển mạnh mẽ trong suốt kỷ phấn trắng. Cách đây 145 đến 66 triệu năm trước là thời kỳ đỉnh cao về sự đa dạng sinh học của khủng long, trước khi chúng bị tuyệt chủng do sự kiện thiên thạch. Trong giai đoạn này, khủng long được chia thành hai nhánh chính: Onithidia, hồng chim, và Saurischia, hồng thằn lằn. Saurischia lại phân hóa thành Sauropod, khủng long cổ dài ăn cỏ, và Theropod, khủng long săn mồi. Mỗi nhóm đều có những đại diện nổi bật thống trị hệ sinh thái trong kỷ phấn trắng. Onithidia bao gồm các loài khủng long ăn cỏ với cấu trúc xương chậu giống chim hiện đại. Chúng phát triển mạnh trong kỷ phấn trắng với nhiều dòng họ nổi bật như Ceratopsia, Ankylosauria và Ankylobolesia. Mỗi dòng họ đều có những đặc điểm phòng thủ độc đáo, giúp chúng chống lại kẻ săn mồi. Ceratopsia, dòng họ này nổi tiếng với những loài khủng long có sừng và điểm xương trên đầu, chẳng hạn như Triceratops. Chúng chủ yếu sống ở Bắc Mỹ và thường dài đến 9 mét, nặng khoảng 12 tấn. Các loài Ceratopsia sử dụng sừng và điểm xương cứng cáp để tự vệ trước các loài săn mồi mạnh mẽ như Tyrannosauridae. Ankylosauria, nhóm khủng long bọc giáp với cơ thể thấp, rộng và được bao phủ bởi lớp giáp xương dày. Đặc trưng của Ankylosauria là những chiếc đuôi có khối xương lớn giống như búa, có thể được sử dụng để tấn công kẻ thù. Nhờ lớp giáp bảo vệ chắc chắn, Ankylosauria tồn tại chủ yếu ở Bắc Mỹ và châu Á, là những sinh vật phòng thủ tuyệt vời trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm. Ankylopolesia, dòng họ này bao gồm các loài khủng long mỏ vịt, nổi bật với các đại diện như Hadrosauridae và Iguanodon. Những loài trong nhóm này có khả năng di chuyển bằng cả hai hoặc bốn chân, với bộ răng phẳng, thích hợp cho việc nhai thực vật. Trong kỷ phấn trắng, Theropod phát triển nhiều dòng họ đa dạng, từ khủng long ăn thịt khổng lồ đến các loài săn mồi nhỏ hơn nhưng cực kỳ linh hoạt, Tyrannosauridae. Dòng họ này bao gồm những kẻ săn mồi khổng lồ và mạnh mẽ nhất của kỷ phấn trắng. Maniraptora, nhỏ hơn nhưng rất linh hoạt. Maniraptora bao gồm các loài săn mồi nổi tiếng như Velociraptor và cả dòng họ khủng long lai chim. Trong khi Velociraptor có kích thước nhỏ, di chuyển nhanh và săn mồi theo bầy, sử dụng móng vuốt sắc nhọn để tấn công, thì khủng long lai chim lại có vẻ lành tính hơn. Các loài giống chim như Deinocheirus có thân hình cao lớn, nhưng dường như chủ yếu ăn thực vật hoặc côn trùng nhỏ thay vì săn bắt con mồi lớn. Dù có thân hình to lớn, chúng lại nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, ít hung hãn hơn các loài Dromaeosauridae loi choi. Trong suốt hành trình, mình đã luôn nhắc đến sự lựa chọn của khủng long. Vào lúc thuận lợi nhất, huy hoàng nhất, khủng long đã chọn tiến hóa theo con đường to lớn. Càng to lớn, càng dễ ăn hiếp kẻ yếu. Càng to lớn, càng có được nhiều thức ăn. Nhưng càng to lớn, chúng lại không tránh được những thảm họa to hơn cả thân hình chúng. Triều đại khủng long lụi tàn vào 65 triệu năm trước, một vài loài nhỏ bé đã học tập tổ tiên của khủng long, như khoác lên mình bộ lông, như lông tơ
nhỏ bé để dễ kiếm ăn và tìm nơi trú ẩn, chính là các động vật có vú cổ đại. Một số loài Maniraptora đã duy trì những đặc điểm này của tổ tiên. Chúng lựa chọn tương tự các loài có vú, nhỏ bé, khoác lên mình bộ lông, nhưng là lông vũ. Lần này, chúng trang bị thêm cho bản thân thứ mà tổ tiên không có, thứ có thể mang chúng đi bất cứ đâu, chính là đôi cánh.